đường rồi còn gì nữa. Tắt mở mic ngay được chưa? Vâng, các bạn hãy xem chúng tôi cắt cái cây xà cừ, một cây gỗ khá là lớn, và chúng tôi lại phải tiếp tục mở mạch nó rộng ra, bởi vì cây này nó nghiêng về dây điện quá là nhiều, cho nên phải mở mạch rộng thì mới cắt được.
vào nếu cảng cái nào to to bưng bước anh nhìn đấy anh cắt luôn em bác. Cái mé bên mật của anh ra là có một con cái dưới cái gì đấy em vừa chọc cho nó chưa biết ra có phải không em chọc chưa biết cả nó cứ cứng tay có gốc lên. Mới đằng này ra cắt cái gốc này xong là như nó đổ. Lại tí lại chỗ đất ngao của anh Văn đó. Đất nào? Đất ngao ạ. Chưa dùng đến. Con béo này con run này con rắn ở ngoài kinh này. Tao muốn được chén đi chơi này. Khiếp tịt nhỉ. Con run. Cháu xin phép canh nó về. Xe nhỏ nhỏ đủ ăn đủ sâu. Đừng mấy mét rồi Văn. Dạ. Đây này là mấy mét. Chắc là lên đấy là phải 5 mét. Mẹ đấy. Thế rồi, phải 5 mét. Wow.
động đấy. Thank you.
Đặt bên này cũng được đấy. Đặt bên này này. Nó có dễ cọc ấy. Đấy, đẩy lên là được ấy. Rồi, đây, móc ở cái rìa này này. Móc vào cái vế này này, đất đầy bên này này. Đấy, cái cọc nó ăn hết bên này. Bàn gì cái này em bàn. Cậu nào mang đi đục con long quỷ. Đục con rùa. Bàn này nó bé. Đào rộng như thế thì nó mới được.